Người cung Càn mệnh Kim xây nhà năm 2021 hướng Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên hy, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng trong năm 2021 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những người cung Càn mệnh Kim theo mệnh quái bao gồm những người sinh sau Nam Mạng sinh năm 1922 Nhâm Tuất, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn, 2021 Tân Sửu. Nữ mạng bao gồm những người sinh năm 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất, 2027 Đinh Mùi. Người mệnh Càn Kim có bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Bốn hướng xấu bị phạm là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát và Đông là ngũ quỷ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét tới hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mỗ Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thật sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người cung Càn xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vặt rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc thì gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm 2021 Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người cung Càn mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2021 Tân Sửu Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cái lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cái lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người cung Càn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải,
hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu, để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây, gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm mộ long biến vận sát. Vì vậy, không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa mão hướng dậu, tọa ất hướng tân xây mới rất tốt. Vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây. Người cung càn ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tự quái lại chấn, chủ về nhân ái, tài lộc tham quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh gia súc, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên xây mới hay động thổ. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn mà bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người cung càn mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao lập tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo Đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào bộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm, nên những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Người cung càn xây nhà hướng Nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, người cung càn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi để khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Tiếp đến đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý, cần phải được tư vấn từ chuyên gia phong thủy để có thể xây dựng nhà cửa được cát lành và may mắn hơn. Người cung càn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để có thể được tư vấn trực tiếp.
Còn trong trường hợp mà gia chủ cung càn đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Về hướng đông thì gồm có 3 sơn, giáp, mão, ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng ất, tọa canh hướng giáp bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Còn với người cung càn mà sinh nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh, thổ hỏa, tự quái là ly, chủ bị nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp người cung càn đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì phong thủy may mắn vừa phân tích chi tiết về từng hướng nhà cho người cung càn khi xây mới vào năm 2021 cát hung như thế nào. Việc xem xét lưu niên cát hung để xây dựng là việc hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới vận số của ngôi nhà mình ở sau này. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến từng hướng nhà thì chúng ta cũng cần phải xét về bố trí mặt bằng công năng cũng như là bố trí nội thất, chọn hướng giường, hướng bếp, hướng ban thờ như thế nào cho hợp với phong thủy, giúp cải vận ngôi nhà và con người trong đó. Quý anh chị nên mời trực tiếp thầy phong thủy về để khảo sát và lên mặt bằng bố trí công năng và sắp xếp phòng bạn một cách hợp lý như sau. Đó là chọn hướng cửa nhà, chọn về phương vị tốt. Loại người này khi chọn hướng cửa làm nhà nên lấy tọa tây nam hướng đông bắc trường tồn bền vững, tọa đông hướng tây bình ổn, tọa đông bắc hướng tây nam sức khỏe mau lành bệnh, hoặc tọa đông nam hướng tây bắc phát triển. Màu cửa hợp với người cung càn mệnh kim đó là trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục và nâu. Chọn hướng phòng ngủ đó là nằm ở phương vị tốt hợp với bản mệnh, cũng như là nên chọn phòng ngủ ở các hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Còn hướng đầu khi ngủ cũng nên đặt theo các hướng này thì tinh thần sẽ sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ. Còn nếu quay đầu về các hướng bắc, đông, đông nam thì rất dễ mất ngủ, đặt đầu quay hướng nam sẽ hay ngủ mê. Hướng đặt bếp, hướng cửa của bếp cũng như là hướng cửa phải quay về phía tốt, miệng bếp tốt nhất là quay về hướng tây bắc. Làm như vậy có thể khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng cửa bếp sang phía tây nam, như vậy sẽ giúp người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà, cửa thường là áp dụng cho đàn ông, trừ khi nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi phụ nữ, còn hướng bếp và giường ngủ thì đa phần dựa vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh càn kim đó là quay lưng vào hướng đông nam, mặt hướng tây bắc. Về màu sắc hợp đó là hành thổ, vàng cà phê, hành kim, vàng đồng, trắng. Còn màu kỵ đó là hành hỏa, đỏ, tím, cam, hành thủy, đen, xanh lam. Còn màu trung tính đó là hành mộc, xanh da trời và xanh lục. Màu khai vận, màu vàng, màu trắng. Ngũ hành thuộc kim, thổ sinh kim là sinh khí. Kim với kim là vượng khí. Cho nên hai màu vàng và trắng là không thể thiếu đối với những người tuổi này. Còn về màu suy đó là màu đỏ, hỏa khắc kim. Vì vậy, nhưng ai muốn tránh xa vận đen thì nên hạn chế dùng những đồ vật liên quan tới màu đỏ. Còn số khai vận tốt nhất đó là số 0, số 5, kế đến là số 4 và số 9. Còn con số suy đó là số 2 và số 7. Con số và tầng thích hợp trong xây dựng đó là 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người.
người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau. Đó là về thái tuế sát. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, thái tuế tại phương Đông Bắc, chính vị trí Sửu trên là bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể bạn tuổi gì. Còn về ngũ hoàng đại sát, cũng là sát khí của Trung Cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021, Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Về tam sát, bao gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông Đông Nam với ba sơn dần mão thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm vào tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu thì những nhà có sơn dần mão thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh tai họa. Về mộ long biến vận, năm 2021 Tân Sửu thì hầu hết các hướng đều phạm mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của thái tuế khác với nạp âm của mộ vận long tỏa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy khi phạm phải sát này, tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy nhâm thìn, nạp âm thủy các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sửu quý khôn canh mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Còn về Mậu Kỷ đô thiên là sát từ Trung Cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ăn không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, Kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu Mậu đô thiên tại tuất, Kỷ đô thiên tại hợi. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn thì từ ngàn đời xưa các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để tăng các khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị về việc tính toán xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021. Tổng hợp lại, năm 2021 thì có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn 5 tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm 5 tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cao nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí bố cục, nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong Thủy trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.